Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít chiều ngày 11 tháng 9 2024 giá có tăng nhẹ thêm chút đỉnh nha bà con. Tại Tiền Giang, mít nhất 43, mít nhì 23, kem nhất 33, kem nhì 21, kem 3 là 10.000, mít chợ là từ 4 tới 5.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An, mít nhất 42, mít nhì 22, kem nhất 32, kem nhì 20, kem 3 là 9.000, mít chợ là 4.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 41, mít nhì 21, kem 3 31, kem nhì 19, kem 3 là 8.000, mít chợ từ 3 tới 4.000. Vĩnh Long, Trà Vinh, mít nhất 41, mít nhì 21, kem 3 là 31, kem nhì 19, kem 3 là 8.000, mít chợ từ 3 tới 4.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 27, mít nhì 14, mít chợ 4.000. Tây Ninh, Bình Phước,